Rồi mật giáo là chân ngôn tông mà nó cũng thuộc về đại thừa à, chứ còn bên tiểu thừa là không có mật giáo ha. Mà chúng ta biết thì nói chung là mật giáo thuộc về mật tông, hành trì về thần chú rồi nhiều hơn, ví dụ vậy. À, cái tư tưởng rồi nó phát triển cũng rất là nhiều, chúng ta biết phân ra thì các anh chị về chịu khó đọc cái phần này để hiểu rõ. Giáo lý của Mật Tông đi nhưỡng, nhưng mà đa phần giáo lý Mật Tông đó là dựa trên của tánh không á, để mà cho nên như là đại diện cho Mật giáo mà mạnh mẽ nhất đó là Tây Tạng đó. Nhưng mà cái Mật Tông của Tây Tạng nó cũng khác với cái Mật Tông của Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa, nên nhớ vậy, nó có hai. Rồi cái mật giáo quan điểm về cái như là tức thân thành Phật, là tu tập ngay nơi thân này để mà thành Phật, ví dụ như vậy, và phải dùng những cái nghi lễ, những cái phép tắc. Mật giáo thì gọi là tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng là thân khẩu ý, nó rất là miên mật, nó thuộc gọi là bí mật nữa, nhưng mà nó tương ưng với nhau. Ví dụ như là ý mật á, là trong nó khởi lên một cái ý niệm mà dựa vào cái giáo lý của tánh không, ví dụ vậy. Mà một cái giáo lý tánh không nào tương ưng với một cái câu thần chú nào đó khởi niệm lên, rồi bắt đầu là khẩu mới là tri tụng những cái thần chú đó. Mà tri tụng những thần chú đó không, cái nghĩa nó không có rõ ràng, không có thể mà dùng văn tự chữ nghĩa để mà giải được. Rồi thân thân mật là gì? Là vừa trì chú mà vừa bất ứng. Cho nên chúng ta thấy quý thầy bất ứng này cái nọ đó, tất cả đều thuộc về là thân mật, cho nên mới gọi là tam mật tương ưng. Thì ba cái thân khẩu ý này nó tương ưng với nhau, qua cái năng lực nó sẽ bộc lộ ra cái năng lực rất đặc biệt, kể cả thần thông hay này cái nọ gì đó nó cũng sẽ biểu hiện ra liền. Cho nên cái mật tông này cũng rất là đặc biệt, mà những câu thần chú mình là bên đại thừa mình cũng thường tụng nó, ví dụ như là thần chú đại bi, nó cũng thuộc về là mật chú, hay là đại bi thập chú, trong cái phần mà tụng lăng nghiêm buổi sáng, năm cái thần chú là năm đệ lăng nghiêm, nó cũng thuộc về là mật chú. Những câu chú mà chúng ta thường trì tụng án mini bát di hồng, hay là án chiếc lệ chủ lệ chuẩn lệ tam bà ha, vân vân, thì tất cả những đó nó thuộc về mật chú mật nghĩa. Mà chính vì cái mật cái đó nó mới diễn tả được lên cái gọi là cái chân thật của chư Phật, của chư Phật. Mật tông thì mới chia ra nó gồm có là thai tạng và kim cang giới, ô xin rất là nhiều ha. Thì giới thiệu sơ về anh chị nào lý thú thì nghiên cứu trong cái tư liệu mà chúng ta đang có đó. Cái sự một của mật tông nó biểu hiện ra bắt đầu là mạng đà la. Mạng đà la thật sự nó là nó lên thế giới của chư Phật chứ có gì hết á. Chúng ta thường thấy các sư nam ta mật tông nó thường vẽ mạng đà la đó. Mà ví dụ bên hiển giáo vẫn có mạng đà la, nhưng mà nó không có hiển lộ rõ ra vậy thôi. Ví dụ như trước khi mà quý thầy mà kiết hạ, ví dụ vậy, cũng phải là kiết giới, thì cái kiết giới đó chính là kiết mạng đà la đó, là đông tây nam bắc, ví dụ như vậy, là đại giới tiểu giới, ví dụ nội giới ngoại giới vân vân, giới là cái biên giới đó, cái cương giới đó, thì cũng nó cũng thuộc về là mạng đà la đó, nhưng mà nó không có hiển lộ rõ. Còn mật tông á thì lấy cái mạng đà la nó thuộc về là thế giới của chư Phật rất là nhiều, nên đây nó cũng thuộc về là trực giác nội quan, nhưng mà cũng thuộc về đốn giáo qua cái mật chú. Mật chú này đôi khi cũng bị người ta, những nhà học giả Phật giáo mà theo những cái giáo phái khác cũng cũng đôi khi nói đến, nhiều cái nó cũng như kiểu một sự phản bác vậy đó, nói cái này là do ngoại đạo. Thật sự đó, lúc ban đầu Ấn Độ giáo là cái mật này cũng rất là mạnh mẽ,
Nhưng mà cái mật chú của Ấn Độ giáo, của ngoại đạo á, nó chỉ là những cái thần thông nằm trong thế gian này thôi. À, nó không phải siêu xuất như là cái mật chú của Phật giáo. Mật chú Phật giáo là đưa đến cái chỗ gọi là thành Phật viên mãn, đó là mật tông ha. Và thiền tông, mà thiền tông đây rất đặc biệt. Thì trong thiền tông đây nó chia làm bốn chi phái, đó là tông Lâm Tế, rồi tông Tạo Động, tông Phổ Hóa, tông Huỳnh Bá. Là những cái tông này á, nhà thiền tông này thì nó thuộc về của Trung Hoa thôi mới có ra. À, Lâm Tế, Tạo Động, rồi Phổ Hóa, Huỳnh Bá thì nó đã khá vậy rồi. Một phần á thì do các tổ sư của Trung Hoa, rồi sau này là các vị thiền sư của Nhật Bản thành lập nên. Cho nên thiền tông nó thuộc về là Đại Thừa Quán Môn, mà cái pháp môn nó thuộc về tu quán, tu tập nhiều hơn. Thì các anh chị cũng nghiên cứu trong đó. Thiền, nói về thiền định không thôi đó, thì ngoại đạo cũng vẫn có thiền như thường. Trước khi Phật giáo ra đời thì Ấn Độ giáo người ta cũng đã tu tập thiền, Bà La Môn giáo, các vị đạo sĩ đương thời cũng tập thiền. Và chính vì vậy cho nên Thái tử Tất Đạt Đa trong thời gian mà đi học đạo đó, là Thái tử Tất Đạt Đa cũng học thiền theo các vị đạo sư đương thời nổi tiếng đó. Mà có hai cái vị đạo sư, một vị thuộc về là thiền sắc giới và một vị thuộc về thiền là vô sắc giới. Và Thái tử Tất Đa cũng đều chứng đắc được hết. Cũng chứng đắc đến chỗ tứ thiền của sắc giới và cũng đến tứ định của vô sắc giới. Nhưng mà Thái tử thấy đây là cái con đường nó chưa phải là cứu cánh, chưa phải giải thoát. Cho nên Đức Phật mới từ giả và Đức Phật mới nghiêng qua cái sự khổ hạnh. Sự khổ hạnh đương thời của Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo, tu hành là cũng là một cái pháp tu rất là kinh khủng. Nhưng mà Ngài cũng không tìm thấy ra được cái con đường giác ngộ giải thoát. Cuối cùng Ngài cũng bỏ luôn cả cái con đường mà khổ hạnh, để rồi Ngài mới thiền quán với của Bồ Đề đó. Là đúng là quán gì? Quán 12 nhân duyên. Thì thiền nó phân ra rất là nhiều. Nó theo mặt lịch sử thì nào gồm có Như Lai thiền, ví dụ như vậy. Như Lai thiền thì gồm có chỉ và quán đó. Rồi đến là tổ sư thiền. Tổ sư thiền là bắt đầu từ khi mà nó có giai thoại mà Niêm Hoa Ngộ Chỉ đó. Khi mà Đức Phật cầm cái hoa sen lên mà cả đại chúng đều im lặng, chỉ có Ngài Ca Diếp bắt đầu là mỉm cười. Thì sau đó mới là Đức Phật mới và chánh pháp nhãn tạng, từ đây đã có người ta giao phó, thì Đức Phật mới giao phó Phật pháp đó cho Ngài Maha Ca Diếp. Thì mình biết theo mặt lịch sử, sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì Ngài Maha Ca Diếp là thống lĩnh tăng đoàn, và chính là Ngài đã triệu tập 500 vị A La Hán, 499 vị A La Hán, trong đó có Ngài A Nan thuộc về là mới kênh nhị quả tam quả gì đó, để mà kết tập lại kinh luật luận của Đức Phật. Chúng ta biết rồi, sau đó Ngài Ca Diếp đó mới truyền lại cho Ngài A Nan. Như vậy là sơ tổ của tổ sư thiền là Ngài Ca Diếp, rồi tổ thứ hai là ngài A Nan, rồi mới truyền xuống liền xuống đến Bồ Đề Đạt Ma là 28 vị tổ. Chúng ta nhớ ngài 28 vị tổ này của Ấn Độ giáo, của bên Ấn Độ Phật giáo đó, thì đó là do thiền tông là phán ra, đặt ra, chứ cũng chưa chắc những cái tông phái khác người ta đã đặt ra. Anh chị nhớ nha, ví dụ như là bên Nam truyền, bên Phật giáo tiểu thừa thì chắc chắn không coi là 28 vị tổ này, nhưng mà 28 vị tổ này là 28 vị tổ của thiền tông, cho nên mới gọi là thường thường chúng ta thường xướng lễ đó, Tây Thiên Tứ Thất. Tây Thiên là nói cho Ấn Độ đó. Tứ thất là 28 vị tổ, 28 vị tổ, rồi mới là Đông Độ Nhị Tam, là Đông Độ là Trung Hoa là 6 vị tổ. Như vậy là nói cho thiền tông thôi. Nên khi mà sướng là chí tâm tỉnh lễ Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam, là đến Việt Nam truyền thừa, là nói cho dòng phái của thiền
à, chứ không phải nói hết cho tất cả các Phật giáo. Cho nên nếu mà chúng ta muốn đảnh lễ tri ân thì chúng ta chỉ sướng là Tây Thiên Đông Độ Việt Nam vậy thôi. Tây Thiên là chư tổ của Ấn Độ, rồi Trung Hoa, chư tổ của Trung Hoa, rồi đến chư tổ của Việt Nam. Còn khi mà nói Tây Thiên Tứ Thất là Đông Độ Nhị Tam á, thì đó là nói cho 28 vị tổ của Ấn Độ và 6 vị tổ của Trung Hoa. Khi Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa là trở thành sơ tổ, chúng ta nhớ vậy. Nhưng mà Ngài thật ra là tổ thứ 28 của Ấn Độ. Giai thời thiền thì bắt đầu nó tổ sư thiền là rất đặc biệt. À, tổ sư thiền nó một thời rất là, phải nói là nó đặc biệt cho mãi đến bây giờ thôi. Nhưng mà thật sự nói về cái nguồn thiền đó, chúng sanh đời nay không thể nào mà thọ nhận nổi. Nó chỉ một thời thôi. Cho nên rất là khó, và do đó mà chỉ truyền đến vị y bác á, từ Ngài Ca Diếp mà truyền cho đến tổ thứ 6 của Trung Hoa là Ngài Huệ Năng. Khi mà Bồ Đề Đạt Ma đi qua truyền lại cho Ngài Huệ Cả, Huệ Cả truyền cho Tăng Sáng, ví dụ, rồi đến Đạo Tính là tổ thứ 4, rồi Ngài Hoằng Nhẫn thứ 5, và Ngài Nhẫn truyền cho Ngài Huệ Năng là thứ 6. Là đến đó chấm dứt, không còn truyền y bác nữa, mà về sau đó chỉ còn là dĩ tâm truyền tâm mà thôi, lấy tâm truyền truyền tâm. Mà ra các vị đệ tử về sau này của Ngài Huệ Năng mà nổi tiếng, sau này ra những cái thiền quán công án, là thiền la, thiền hét gì đó ha, rất là nhiều. Thì song song với thiền đốn ngộ này đó, thì có một cái thiền nó thuộc về là tiệm tu, tiệm ngộ, thì đó là Ngài Thần Tú. Thì Ngài Thần Tú với Ngài Huệ Năng chúng ta biết là cùng thời ở chung trong một cái tu viện của Ngài Ngũ Tổ đó, mà hai vị làm hai bài kệ, một bài kệ về hữu, một bài kệ về vô đó. À, bài kệ mà hữu là thuộc về của Ngài Thần Tú, là thân tỷ Bồ Đề Thọ đó, tâm thì như đài gương sáng, phải luôn luôn phải lau chùi thì bụi trần nào mà dính đến đó. Tương tự như vậy, nó thuộc về tiện ngộ tiện tu, tiện tu tiện ngộ. Còn đốn ngộ, bài kệ mà thuộc về vô của Ngài Huệ Năng rất là mạnh, nhưng mà Ngài diễn tả lên cái chân lý cứu cánh, mà trong khi Ngài Thần Tú thì nó lên cái phương tiện. Do đó mà chúng ta phối hợp hai Ngài này lại thì để chúng ta tu tập là hay nhất. Nhưng không phải là thấy Ngài Huệ Năng siêu đẳng quá theo mình theo không nổi đâu. Ngài Huệ Năng không ai theo được hết. Chính vậy cho nên Ngài Hoằng Nhẫn khi mà đọc cái bài kệ lên xong, Ngài lấy giác này chui cái bài kệ Ngài Huệ Năng liền, và bắt tất cả học chúng á, đương thời đó phải học thuộc lòng cái bài kệ của Ngài Thần Tú, phải tu tập theo bài kệ của Ngài Thần Tú, chứ không có cho theo cái bài kệ của Ngài Huệ Năng. Và cái bài kệ nó thuộc về là tuyệt đối rồi, diễn tả cái chân lý Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài Bổn Lai Vô Nhất Phật. Xưa nay không có một vật nào mà dính mắt đó trơn á, thì đâu có cần nói cái chuyện mà lâu mà chùi để làm cái gì, đại khái như vậy. Cho nên mới gọi là nan đốn bất tiệm. Sau này Ngài Huệ Năng đi về hướng Nam. Hướng Nam là từ từ chỗ đạo tràng của Ngài Hồng Nhẫn á, mới đi về mới trở lại. Sau này qua Quảng Đông, Quảng Châu rồi, đại khái như vậy. Và cái nhục thân của Ngài đó, thờ ở như là Quảng Châu thì đúng hơn là như vậy đó, vẫn còn. Rồi, đó là Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền, ví dụ như vậy. Rồi đến thiền qua Nhật Bản, thì đúng ra là cái thiền tông á, của Tổ Sư Thiền á, mới truyền qua Nhật Bản. Nhật Bản thừa hưởng cũng rất là mạnh cái thiền tông này. Thiền mà có ba phái chính đó, thì nó chính là Lâm Tế Tông, Tào Động Tông và Hoàng Bá Tông đó, Hoàng Bá đó. Giáo lý thiền thì cũng rất là đặc biệt. Nên thiền mà của Nam Tông đó, nó cũng khác, cũng nói tứ niệm xứ này cái nọ như vậy đó, thì nó lại là khác. Cho nên ở bên Nam Tông đâu có nói là tông phái thiền hay tông phái tịnh như đó, chỉ có một cái pháp để mà phải nương tựa tu tập thôi, là pháp tứ niệm xứ. Nếu mà có ra thêm nữa, ví dụ như chúng ta thường nghe nó là thiền minh sát tuệ thì gì đó, đại khái như vậy. Mà bắt buộc những hành giả, những tu sĩ, những Phật tử tại gia mà tu tập
của bên Nam Tông đó là hành những cái thiền như vậy. Một trong những cái thiền là thiền sổ, quán sổ tức, quán bất tịnh, rồi đại khái như vậy. Còn cái thiền tông của Trung Hoa Tổ Sư Thiền này thì đặc biệt, rất là đặc biệt ha. Mà chúng ta biết là dĩ tâm truyền tâm đó, không có lập văn tự ngoài giáo để mà truyền riêng như vậy. Rồi chỉ thẳng vào tâm người để mà thấy tánh thánh, thành Phật. Nó là như vậy. À, thì đó là thuộc về trực giác vô phân biệt, nó thuộc về đốn giáo. Thì bây giờ đến cái hệ trực giác phân cấp, nó thuộc về là tiện giáo. Thì trong đó nói lên sùng tính Di Đà. Sùng tính Di Đà là Tịnh Độ Tông đó, nó chia làm bốn chi phái. Một chi phái là Tịnh Độ Tông của Ngài Pháp Nhiên, cái này cũng của Nhật. Rồi cũng là sùng tính Di Đà nhưng mà nó thuộc về Chân Tông của Ngài Thăng Loan, thành lập cũng tại Nhật. Rồi một cái phái nữa là Dung Thông Niệm Phật của Ngài Lương Nhẫn, cũng thành lập, đó là chủ Nhật. Rồi thứ tư là Thời Tông của Ngài gọi là Nhất Biến, hiệu là Nhất Biến, cũng của Nhật. Đó là sùng tính Di Đà ha. Cái thứ 10 đó, tông phái thứ 10 là Nhật Tiên Tông, là do Ngài Nhật Liên, cũng là một vị tổ sư Nhật tạo ra cái Nhật Liên Tông này. Rồi thứ 11 là Luật Tông, tức là Tân Luật Tông, do Ngài Duệ Tôn. Ngài Duệ Tôn này đó của Nhật Bản thành lập. Thì chúng ta biết rồi, đây chúng ta không nói nhiều. Tịnh Độ Tông là chủ trương là vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà vừa rồi chúng ta nghe đó, trong đó tông Tịnh Độ Tông đó mà nó có nào là sùng rồi có Tịnh Độ Tông, rồi có Chân Tông, rồi có Dung Thông Niệm Phật Tông, rồi có Thời Tông. Cho nên tác giả mới dùng cái từ là sùng tính Di Đà, là sùng gần như là sùng bái, là tính niệm về Đức A Di Đà đó. Mà ở bên Trung Hoa đó nghe là chỉ có một mà thôi. Cho nên là bốn cái chi phái mà trong cái sùng tính Di Đà này, mà nào là Tịnh Độ Tông, Chân Tông, Dung Tông, Niệm Phật Tông, Thời Tông, thì đó là của Nhật Bản, các anh chị nhớ nghe. Còn mà Phật giáo Trung Hoa đó, nó chỉ có một là gọi là Tịnh Độ Tông thôi. Nói xa đó là từ thời Ngài của Mã Minh, rồi của Ngài Long Thọ, Ngài Vô Trước Thế Thân. Mà nói gần đó, thì bắt đầu là truyền thừa từ Ngài Huệ Viễn. Cho nên Ngài Viễn nó thuộc về sơ tổ của Tịnh Độ Tông của Trung Hoa là như vậy. Thì Tịnh Độ Tông đó, thì lấy niềm tin mà đối với Đức Phật A Di Đà, cũng như là tin tưởng về cảnh giới Đức A Di Đà. Do đó mà chủ trương của Tịnh Độ Tông chúng ta thường hiểu nó tính hành nguyện, đó là ba yếu tố căn bản nhất để mà cầu vãng sanh. Và cái Tịnh Độ Tông là tu gì thì tu, chứng gì thì chứng, nhưng mà cái kết quả cuối cùng sau khi chết, từ bỏ cái thân này là sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thì cái điều đó mới là điều quan trọng. Cho nên Tịnh Độ Tông nó còn thuộc về là tha lực, nó vừa tự lực mà vừa tha lực. Cho nên Tịnh Độ Tông được một tông phái có đặt nặng về cái sự cứu độ từ tha lực. Cho nên cái từ mà ý tưởng được cứu độ đó, đại khái coi như là nó mới mẻ trong Phật giáo về sau này. Về sau này. Do đó mà có nhiều nhà học giả hay là những vị luận đó, người ta cũng nói rằng là Tịnh Độ Tông này ảnh hưởng của sùng tính cái đạo thờ lửa vậy đó, đại khái vậy. Người ta lý luận cũng hay lắm đó, dẫn đến tại sao nó có cái cảnh giới A Di Đà, đại khái như vậy. Rồi đi khi tại sao mà cảnh giới A Di Đà cũng bài bác, cái Tịnh Độ Tông này cũng bị bài bác là như vậy đó. Nhưng mà chúng ta biết có cái vị vua đó tên là Milada, vị này cũng rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ nghe nói cái vị vua này gặp cùng thời với một vị tỳ kheo, nó gọi là tên là Na Tiên đó. Nó sau này nó có một cái bộ kinh luận nói về Na Tiên tỳ kheo rất là hay. Hai vị này vua cũng rất là thông minh trí tuệ, và cái vị tỳ kheo này Na Tiên cũng một bậc A La Hán cũng rất là tuyệt vời. Cho nên vua mới hỏi vị Na Tiên tỳ kheo rằng đó, thì
thì có lẽ là trong cái giai thoại đó, trong giai đoạn đó, trong Phật giáo bắt đầu nó có nói đến cái sự cứu độ đó. Tha lực á, thì vua mới cho rằng như thế này, thật là vô lý khi một người ác lại được cứu độ nếu tin tưởng nơi một vị Phật vào đêm hôm trước ngày y chết. Theo Tịnh Độ Tông á, Tịnh Độ Tông nói cho dù làm gì làm trong đời sống thường nhật á, thiện ác không bất kể, nhưng mà nếu trước khi chết mà tin tưởng về Đức Phật A Di Đà và cầu xin ngài tiếp dẫn thì ngài sẽ đến tiếp dẫn, ý là như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta nghe Na Tiên Tỳ Kheo đáp như thế nào. Ví dụ như là một hòn đá dầu nhỏ cách mấy thì khi mình dục xuống nước á, nó vẫn bị chìm, nhưng bây giờ ngay cả một cái tảng đá nặng cái trăm cân, cái ngàn cân nhưng mà nếu đặt trên chiếc tàu đó thì cục đá không bị chìm, cũng được nổi bồng bềnh trên mặt nước. Anh chị hiểu ha, thấy được cái ý nghĩa mà tại sao mà trong Phật giáo nó có đến vấn đề mà gọi là tha lực, cái sự mà cứu độ. Thì bây giờ ngài Na Tiên Tỳ Kheo đưa ra hai hình ảnh rất là hay. Hòn đá mà dầu là nhỏ mà rớt xuống nước thì vẫn bị chìm như thường, nhưng mà một tảng đá nặng ở trăm ngàn cân mà nếu đặt trên tàu thì sẽ không bao giờ nó bị chìm, đại khái như vậy. Còn ngài Long Thọ đó thì ngài nó đến tu tập và đến Phật quả, nó có hai con đường, một bên gọi là nan hành đạo, một bên gọi là dị hành đạo. Thì nan hành đạo á giống như là mình phải tự đi bộ, còn một cái mà dị hành đạo á cũng như là một nửa là chúng ta đi trên thuyền, thuyền chở đi, mình khỏi phải đi bộ nó mỏi chân, còn lên thuyền mình ngồi thuyền nó đi thôi, đại khái như vậy. Thì chúng ta biết thì Tịnh Độ Tông thì lấy cái tư tưởng của ba kinh Tịnh Độ mà chúng ta từng nghe, đại kinh là Vô Lượng Thọ, rồi tiểu kinh là A Di Đà và kinh A Di Đà chúng ta thường tụng đó, và một cuốn kinh nó gọi là Quán Vô Lượng Thọ như vậy. Nhưng mà Tịnh Độ Tông nó không đơn giản như chúng ta nghĩ chỉ là tha lực cứu độ đâu. Cái Tịnh Độ Tông á giáo lý rất là đại thừa, và chẳng những đại thừa mà đại thừa viên giáo nó mỹ mãn ở chung cùng nữa, chứ không chơi đâu. Thì những điều đó thì các anh chị phải học, phải nghiên cứu thêm. Thì đây là chúng ta nói chung chung nó vậy thôi. Thì đó là nói về Tịnh Độ Tông. Trong đây là cũng phân biệt nó rất là nhiều ha. Tịnh Độ Tông trong hiện tại đó, từ thời xưa đến bây giờ cũng như được qua bến cho dù là Nhật Bản nữa, thì cũng căn cứ trên ba cái nguyện mà chính yếu của Đức Phật và Di Đà phát nguyện đó, đó là nguyện thứ 18, nguyện thứ 19 và nguyện thứ 20. Anh chị về coi. Cho nên trong đó mà tại sao mà chúng ta thấy trong cái sùng kính Di Đà nó có Tịnh Độ Tông, nó có Thời Tông, nó có Chân Tông đó. Chân Tông đây á, là cũng thuộc về là một phần của Mật Tông đó. Cũng nguyện sanh về Tịnh Độ. Nhưng mà cái Tịnh Độ Tông á thì nó nhẹ nhàng hơn, còn một cái Mật Tông á thì hơi khó chút xíu. Mật Tông quan niệm hơi khó chút xíu. Mật Tông thì quan niệm về dùng cái tự lực á nó nhiều hơn, mà trong khi cái Tịnh Độ Tông á thì dùng cái tha lực nó nhiều hơn. Đại khái anh chị coi ha. Ví dụ như Tịnh Độ Tông á là chủ trương là chuyên tâm niệm Phật là cái điều cần thiết để đào sâu vào đức tin, đức tin về A Di Đà, đức tin về cảnh giới A Di Đà. Cho nên nếu mà thiếu đi cái đức tin á thì không bao giờ được cái sự cứu độ trọn vẹn. Cho nên trong ba cái yếu tố căn bản của Tịnh Độ Tông là tín, đầu tiên nó gọi là tín nguyện hạnh hay là tín hạnh nguyện, đại khái như vậy, niềm tin là trên hết. Nhưng mà theo Chân Tông đó, cái niệm Phật chỉ là một cái thái độ tri ân mà thôi. Chỉ là tri ân. Tri ân Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện ra đời, nói giáo pháp, và tri ân Đức Phật Di Đà đã thành lập qua cảnh giới để được vãng sanh. Ví dụ như vậy. Nhưng mà Chân Tông thì hơi cực đoan chút xíu là... cái Chân Tông, quý vị nhớ này, cái Chân Tông này là của Nhật Bản nha. Ở trong Tịnh Độ Tông, trong sùng tính Di Đà,
Nhưng phải là chân tông này là mật tông mà của vừa rồi chúng ta nghe. Mà cái chân tông này đó là của Nhật Bản tạo ra. Cho nên chân tông này là chỉ thờ độc nhất về Đức Phật A Di Đà mà thôi. Cho nên thậm chí Đức Phật Thích Ca cũng không chịu thờ. Cho nên hiện tại bây giờ chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam nè, là Phật tử Việt Nam mình nhất là những vị theo Tịnh Độ Tông bây giờ đó, là thường thường nghe nói là tôi chỉ biết Di Đà thôi, không biết Thích Ca, thì có thể là ảnh hưởng theo cái chân tông này đây. À, và thậm chí đó không cần thiết những kỷ luật hay là giới luật hay đời sống của tăng sĩ hay là tu hành gì hết. À, nhưng mà lập ra một cái cộng đồng, hay là người ta dùng cái từ bây giờ là cộng tu đó, cộng tu là những người bạn cùng tu pháp môn này ngồi lại với nhau, thì những người này toàn là những tín đồ tại gia mà thôi. Cho nên bây giờ đó ở tại Việt Nam hay là tại hải ngoại đây, Phật tử Việt Nam mình theo cái Tịnh Độ Tông cũng thành lập kiểu này đây, họ cũng sẽ bỏ chùa, bỏ chiền, bỏ hết và không cần thiết những cái giới luật gì hết. Thậm chí những người mà đã thọ Bồ Tát giới rồi đó ở tại Âu Châu đó, bên Tịnh Độ Tông này á, là cũng kêu xả đi, không cần thiết. Chỉ cần ngồi lại với nhau là trong một cái đạo tràng tại gia nào đó, rồi niệm Phật tu tập là bản sanh được rồi, thì có thể là ảnh hưởng chân tông đây. Tôi không nghiên cứu, nhưng mà đại khái mà qua cái này thì chúng ta thấy một cái sự thực bên ngoài hiện tại. Và theo cái chủ trương của chân tông của bên Nhật Bản thì chúng ta thấy có lẽ là ảnh hưởng một phần nào đó. Rồi theo cái quan niệm mà tịnh độ, bản thân tịnh độ của thời tông nó như thế nào nữa, do Ngài Nhất Biến mà sáng lập ra vào năm 1276 hả? Đó, thì Ngài đây thì nêu ra cái nghi thức tụng niệm của tổ thiền đạo, tổ thứ hai của tịnh độ tông đó, 6 thời trong một ngày. Cho nên nó mới gọi là thời tông, thời là chia ra thời quá, nó gọi là trú dạ luật thời đó, ngày đêm 6 thời. Thì tóm tắt lại tín ngưỡng Di Đà nó có 4 sắc thái. Sắc thái thứ nhất là thuộc về thiên thai. Thiên thai trong đó và với chân ngôn. Cho nên Đức Phật A Di Đà mà theo thiên thai tâm cũng chân ngôn tâm đó, thì nó thuộc về một trong những năm vị Phật ngự ở cảnh giới Tây Phương. Chúng ta nghe nó ngũ phương Phật đó, ví dụ Đông Phương A Sơ Phật, Nam Phương Bảo Sanh Phật, Tây Phương Di Đà Phật đó, Bắc Phương Thành Tựu Phật, và ở giữa là Đại Nhật Như Lai. Thì nó là có thể nó là ảnh hưởng từ bên Mật giáo. Mật giáo Mật Tông đó, thì lấy ngũ trí Như Lai, năm vị Như Lai là năm trí, ví dụ như vậy. Rồi cái thứ hai là sắc thái dung thông niệm Phật. Theo đó thì giá trị của một người tin tưởng nơi A Di Đà có thể truyền đến người khác và ngược lại. Cho nên nó gọi là sắc thái dung thông là vậy đó. Hai quá, đó là hỗ tương hỗ trợ cho lẫn nhau. Thì cái giáo lý này nó ảnh hưởng đến cái lý tắc của trong Pháp Hoa đó, là sự tướng viên dung đó, là lý sự viên dung. Rồi của Tịnh Độ Tông là tín ngưỡng Di Đà độc nhất. Thì đây là nó chỉ được giảng theo nơi ba bộ kinh Di Đà thôi mà chúng ta thường nghe đó, bây giờ thường nói đến đó. Tôi chỉ biết tụng ba bộ kinh Tịnh Độ mà thôi. Ngoài ba bộ kinh Tịnh Độ ra tôi không tụng kinh gì khác hết. Và căn cứ trên ba lời nguyện đó là nguyện thứ 18, 19, 20. Và thứ tư là chân tông. Theo chân tông đó thì dùng cái lời nguyện thứ 18 của A Di Đà mô tả ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Và quán chiếu vào một cái nguyện của Đức Phật A Di Đà để tu tập. Đó là bốn sắc thái của Tịnh Độ Tông. Rồi cái tông phái thứ 10 là Nhật Liên Tông. Nhật Liên là đây là một vị nhà sư của Nhật Bản mà căn cứ vào Pháp Hoa Tông. Khi mà Pháp Thiên Thai Tông mà truyền qua qua bên Nhật á, phát triển rất là mạnh. Rồi về sau này Ngài Nhật Liên đấy là Ngài cũng học từ trong Thiên Thai Tông mà ra. Và sau này Ngài thấy cho nó đơn giản gọn gàng, chính xác tu tập lý giác ngộ thành Phật, thì bắt đầu Ngài chỉ chủ xướng một vấn đề là niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, rồi đánh trống, gõ tiếng trống, cứ đánh trống tối ngày đó. Nó gọi là cổ pháp, cổ là trống á, đánh trống pháp á, đánh và rồi niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chỉ một câu một đó thôi,
không có cần gì khác hết. Ngài Dịch Liên quan niệm rằng tất cả tư tưởng của Pháp Hoa đều nằm trong một cái câu danh tựa đề của kinh Pháp Hoa, cho nên ngài chủ trương chỉ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Luân Kinh, cũng giống như Tịnh Độ Tông đó, mà niệm Nam Mô Di Đà Phật vậy thôi. Cho nên ngài Nhật Liên ngài có một cái quan điểm như thế này: Thiên Thai Tông đó là phát xuất từ Trung Hoa do ngài Trí Khải, nhưng mà nó thuộc về là triết thuyết bắt học rất là sâu màu, nó về thuộc về phương diện triết lý. Nhưng mà khi Thiên Thai Tông mà được truyền sang Nhật Bản á, của ngài, do ngài truyền giáo đại sư, khi ngài mà đi tu học ở bên Ấn Độ thừa tiếp cái Thiên Thai Tông của ngài đem về về Trung Hoa đó, thì bắt đầu đi vào chỗ vừa thực tiễn mà nó vừa là lý thuyết. Còn ngài Nhật Liên đó thì không có muốn đề cập đến tất cả những cái lý thuyết đó. Ví dụ như là lý thuyết bác học sâu màu của nguyên thủy của Thiên Thai Tông từ Trung Hoa, ngài cũng chẳng màng đến. Và cho đến vừa thực tiễn mà vừa lý thuyết của ngài truyền giáo đại sư, ngài cũng không cần thiết đến. Và ngài là chủ trương đọc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Kinh, vậy là Nhật Liên Tông. Thì cái tông phái này là do ngài Nhật Liên sáng tạo của Pháp Hoa Tông, từ nơi Pháp Hoa Tông mà ra, mà của Nhật Bản mà thôi, chứ bên Trung Hoa không có nha, quý anh chị nhớ. Và sau cùng là thuộc về Luật Tông, nó còn gọi là Tân Luật Tông. Thì cái này là truyền về Luật Tông, truyền qua bên Nhật Bản, người ta biết. Nhưng mà trên căn bản á, bản chất của giới, mà nói cho cùng nó là cái giới thể nó mới quan trọng. Và nó chia ra hai phần, nó gọi là tác trì giới và chỉ trì giới. Nhớ vậy. Tác trì, tác là làm, đó là làm những điều tích cực. Ví dụ như để cho giữ giới thì nó gọi là tác trì. Còn chỉ trì là những cái giới mà cấm không được phạm, thì nó thuộc về chỉ trì. Thì trong đây cũng có nói đến toàn bộ giới bổn. Khi mà nói giới bổn này là giới bổn của tỳ kheo và tỳ kheo ni, nó thuộc phụ túc giới. Thì nó chia ra nó có ba la di, tăng tàng, ba dịch đề, ba la đề xá ni, ni tác kỳ, bất định, chúng học, diệt tránh, vân vân. Và nói đến 250 giới của tăng và 348 giới của ni. Thật sự cái bộ luật này nó thuộc về tứ phần luật của Phật giáo Trung Hoa Đại Thừa. Chứ còn mà nếu thí dụ như là ở Tây Tạng á, là bộ luật khác. Rồi Phật giáo Thái Lan á, bộ luật khác. Bộ Phật giáo Tích Lan á, bộ luật khác. Cho nên nó có đến 5 cái bộ luật của tỳ kheo lần. 5 bộ luật của cụ túc giới. Nhưng mà Phật giáo Trung Hoa đó thì mới chọn cái tứ phần luật này, thuộc về tứ phần luật. Cho nên nó đến 250 giới và 348 giới là của tứ phần luật. Các anh chị nhớ không? Và trong đây tác giả đề cập đến tứ phần luật chứ không đề cập đến những cái bộ luật khác. Thì cái điều mà chúng ta phải nhớ nè, và nếu anh chị muốn học là phải thuộc nè, thì giới nó có bốn cái điều kiện mà chúng ta phải nhớ, đó là giới pháp, giới thể, giới hành và giới tướng. Giới pháp là nói lên yếu tố của các giới, giới thể nó tinh thể của các giới, và giới hành là khi chúng ta giữ giới đó. Và giới tướng, ví dụ như là 5 giới, 10 giới, 250 giới, thì tất cả những cái đó nó thuộc về là giới, giới tướng. Và trong bốn cái loại giới pháp này đó, trong bốn cái loại giới này thì cái giới thể là quan trọng nhất. Giới thể, cái giới thể nó chính là cái sự đặc biệt, chính là đặc biệt, và nó có ra đó, nó từ nơi chỗ là vô biểu nghiệp mà có ra. Ví dụ như khi mà chúng ta đến, chúng ta thọ giới, là thân khẩu ý của chúng ta là tác giới, thì đó nó trên thuộc về là cái sự tướng thế rõ ràng. Nhưng mà sau khi thọ giới rồi, chúng ta không còn làm cái việc đó nữa, thân khẩu ý chúng ta nó bình thường mà thôi. Mà nhưng mà chúng ta vẫn giữ những cái điều mà chúng ta đã hứa nguyện, thì cái đó nó gọi là vô biểu nghiệp. Nó gọi là vô biểu nghiệp là cái nghiệp mà nó không có hiện rõ ra phía bên ngoài nữa, mà nó âm thầm lặng lẽ đi từ đời này qua đời kia như vậy đó.
thì cái đó nó thuộc là giới thể, thì cái giới thể mới quan trọng chứ không phải là giới tướng. Giới tướng thật sự nếu mà nói giới thì nó vô lượng giới tướng, nhưng mà khi mà nói đặt ra những cái căn bản 10 giới, 5 giới là 250 giới vậy đó, giới tướng là giới hạn vậy thôi. Nhưng mà cái chính yếu là nó có giới thể của 5 giới, là giới thể của 8 giới, là giới thể của 10 giới, giới thể của túc giới vân vân. Và cái giới thể đó là nó lên gì? Nó lên cái bản thể thanh tịnh viên mãn. Mà ai là cái người mà được cái bản thể thanh tịnh viên mãn? Đó chính là Đức Phật. Cho nên chỉ có Đức Phật mới là người mà thiết lập ra giới. Còn lại từ Bồ Tát mà trở xuống cho đến các vị đại thanh văn a lán không ai có quyền chế giới hết. Tại vì giới đây là do nơi bản thể thanh tịnh và vì cái tâm cứu độ chúng sanh mà Đức Phật mới chế giới. Trong khi một vị A-la-hán chỉ có tự giác cho mình, không có tâm cứu độ chúng sanh, thì lập giới ra để làm gì? Không cần thiết. Bồ-Tát thì đang còn hành, Bồ-Tát đã đang độ chúng sanh, cho nên Bồ-Tát chưa phải là thành Phật viên mãn, cho nên cái vấn đề mà tự giác giác tha chưa có viên mãn, do đó Bồ-Tát cũng không có lập giới ra được. Chỉ có Đức Phật là cái người mà thành tựu viên mãn. Tất cả mọi cái và cái bản thể giới thanh tịnh Đức Phật nó tràn đầy ra khắp tất cả các pháp giới. Do đó mà chỉ có Đức Phật mới nói ra, do đó mà chúng ta phải thọ nhận giới thể là thọ nhận từ nơi cái bản thể thanh tịnh của Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thọ Bát Quan Trai giới, trước khi mà thọ nhận 8 cái giới tướng của Bát Quan Trai đó, thì chúng ta phải thọ nhận giới thể lúc nào? Cái lúc mà chúng ta nói đệ tử con pháp danh là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện một ngày một đêm tu hành Bát Quan Trai giới thanh tịnh 3 lần. Thì đọc như 3 lần là nguyện quy đó, thì chính cái quy đó là trở về bản thể, thọ nhận cái giới thể thanh tịnh từ nên Đức Phật truyền lại cho mình. Và sau đó chúng ta nói là quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, nguyện một ngày một đêm tu hành Bát Quan Trai giới thanh tịnh rồi, thì đó là kết thúc, là tam quy tam kết, là giới thể đó viên mãn, thì bắt đầu mới thọ nhận giới tướng. Thì lúc đó chúng ta mới giữ giới mới đúng nghĩa, là không sát sanh, nó ra cái giới thể không sát sanh, không trộm cắp, ra giới thể không trộm cắp. Cho nên giới pháp của Đức Phật là mục tiêu là đưa đến chỗ giải thoát, chứ không phải là phước thiện của thế gian. Còn không vì thế gian mà không sát sanh, không trộm cắp, nó chỉ thuộc về thiện mà thôi, chứ nó không thể thuộc về giới. Phải khi nào thọ giới rồi thì lúc cái điều mà không sát sanh của chúng ta nó mới thuộc là giới. Cho nên một người giữ giới không sát sanh, cái kết quả nó cao hơn là cái người không sát sanh. Người không sát sanh mà không phải giới, mà không sát sanh thì nó thiện hữu lậu của thế gian. Còn người mà thọ giới Đức Phật không sát sanh và không sát sanh thì nó sẽ sau này nó trở thành vừa được cái thiện hữu lậu thế gian là nhân quả, mà vừa được cái thiện xuất thế gian vô lậu, đó là sự giải thoát giác ngộ về sau này. Rất là nhiều ha. Giới thì gồm có giới của tiểu thừa, giới đại thừa. Giới đại thừa chính là Bồ Tát giới đó. Thì về sau này cũng từ nơi Nhật Bản này nó mới ra một cái mới nữa, nó gọi là Tân Lục Tông. Thì do Ngài Duệ Tôn đó, Ngài mới đặt ra cái giới từ nguyện. Cho nên nó là một cái học phái cải tiến được gọi Tân Lục Tông. Trong cái giới mà tự nguyện, tự thệ nguyện đó, để mà thọ, chúng ta biết là trong giới luật Đức Phật cũng cho phép, cũng cho phép là được phát nguyện tự thọ giới lấy, trường hợp đặc biệt là nơi đó không có chư tăng, mà chúng ta rất là hâm mộ tu học Phật pháp, thọ giới được Phật pháp, thì mình đối trước hình ảnh Đức Phật á, chúng ta lại chúng ta nguyện chúng ta phát nguyện thọ vẫn được như thường. Nhưng mà trên điều kiện á, căn bản giới đó là đại khái là từ giới cụ túc, thì phải đầy đủ tam sư tất chứng, đó là hòa thượng giáo tội Yết Ma A Xà Lê và 7 vị tôn sư chứng minh. Thì Yết Ma nó mới đầy đủ cái pháp để cho một vị giới tử thọ nhận cụ túc giới thì kheo và thì kheo ni. Nhưng mà cái giới mà tự thệ nguyện riêng biệt đó, trong thời kỳ Đức Phật vẫn có. Ví dụ chúng ta học trong kinh Thắng Năng Phu Nhân đó. Thắng Năng Phu Nhân khi mà ca ngợi Đức Phật xong và phát nguyện liền, thọ ba điều thọ là kiên cố, rồi đại khái về 10 điều thọ gì đó,
Thì đại khái là phát nguyện là cái giới của Thắng Mang nó cũng là thuộc về giới của Bồ Tát giới. Chúng ta thấy. Thì đại khái như vậy. Thì chúng ta biết cái Tân Lục Tông là nó riêng biệt của Phật giáo Nhật Bản mà thôi. Thì nói chung lại là đó là 11 tông phái và nó nằm trên hai cái hệ thống triết học. Một cái hệ thống triết học là suy lý biện chứng phủ định và một cái triết học là trực giác nội quan. Mà trực giác nội quan thì nó chia ra làm hai, vô phân biệt và phân biệt, hay là đốn giáo hay là tiệm giáo, phân cấp, chúng ta thấy như vậy. Vì là Phật chúng ta còn thời gian không ạ? Nếu còn thời gian thì thầy sẽ nói sơ qua những cái câu hỏi. Thầy cũng có nói đến trong đây có câu hỏi là cái không của Thần Tịch Tông và cái không của Tăng Tụng Tông nó khác như thế nào, thì vừa qua thầy cũng có giải thích sơ qua trong lúc mà giải thích đó. Thì cái không của Thần Tịch Tông nó thuộc là thiên không, nó không có được viên mãn, ví dụ như vậy, và chỉ đạt đến niết bàn là cứu cánh. Còn Tam Luận Tông là không mà vươn lên trên cái không nữa. Thành Tật Tông là có cái không, còn mà Tam Luận Tông là không có cả cái không luôn. Rồi câu hỏi thứ hai là phân chia nhiều tông phái và chủ trương tu hành khác nhau như vậy có thể làm đến những ưu điểm và cũng có làm cho cái kẻ hồn học của chúng ta đó nhiều quan điểm không biết trái ngược nó như thế nào. Thì thật sự mà nói thì chúng ta học Phật Pháp thì nó theo nhân duyên. Chúng ta có cái duyên của tu theo cái tông phái nào thì chúng ta cứ trung thành cái tông phái chúng ta tu học mà thôi. Còn mình là không đủ sức để mà gọi là bình luận cái chỗ mà cạn sâu đúng sai, sẽ là những cái sự mà mâu thuẫn của các cái tông phái này thì chúng ta không đủ sức. Nếu mà có thì chúng ta chỉ nói trên phương diện chữ nghĩa lý thuyết, mà đôi khi nó nguy hiểm cho cái tâm của mình. Cái điều này hôm trước thầy cũng có nói đến với các anh chị của Âu Châu đó. Và tất cả những tông phái này, cho dù là chia ra nhiều tông phái như vậy, mà chúng ta phải hiểu rằng là nó bắt nguồn từ nơi giáo pháp của Đức Phật mà ra, cái trí tuệ của Đức Phật mà ra thôi. Mà chẳng qua là do căn tánh của chúng sanh nó đa dạng, căn cơ nó rất là nhiều, do đó mà nó có một cái sự sai khác và phân biệt, rồi thành ra những cái chủ trương. Thì tuy nhiên mỗi tông phái vậy có lập trường riêng của cái tông phái đó. Cho rõ hơn về cái nghĩa bán đại thừa đó, vừa qua chúng ta cũng đã nghe bán đại thừa là chỉ một nửa đại thừa thôi, chưa có viên mãn. Ví dụ như là Duy Thức Tông á, là trong năm cái căn tánh, năm cái chủng tánh của con người đó thì chỉ có hai cái chủng tánh thôi, đó là Thanh Văn Duyên Giác và Đại Thừa Bồ Tát thì có khả năng thành Phật mà, chứ không có phải là thành Phật hết. Và trong kỳ Tam Luận Tông á thì năm cái chủng tánh này đều có khả năng thành Phật, nhưng mà chúng chỉ giới hạn đến con người thôi, mà còn ngoài con người ra đó thì không đề cập đến. Nhưng mà từ Tam Luận Tông này đó, từ cái ý nghĩa mà năm chủng tánh Tam Thừa và năm chủng tánh tất cả đều được thành Phật á, thì bắt đầu nó mới đi đến cái thời kỳ mà về Pháp Hoa và Niết Bàn. Đó là nhất thiết chúng sanh đều sẽ thành Phật, chứ không phải chỉ có giới hạn ở ba thừa hay là năm chủng tánh. Các anh chị nhớ ha, Duy Thức Tông á, trong năm chủng tánh là chỉ chọn có hai thôi, chấp nhận có hai thôi. Đó là Nhị Thừa, Thanh Văn và Duyên Giác và Đại Thừa, là cũng như là ba thừa đó thì được thành Phật. Mà trong cái Tam Luận Tông tiến một bậc nữa là cả năm chủng tánh đều được thành Phật, nhưng mà đến Pháp Hoa Niết Bàn đó thì tất cả chúng sanh, nếu nói về Pháp Hoa đó, ai mà thấy tượng Phật mà chấp tay Nam Mô Phật á thì gia dĩ thành Phật, là đã thành Phật luôn nữa. Ta biết như vậy thì đến cho nên nó mới gọi là Trung Thừa là vậy đó. Viên mãn là vậy đó, chứ không có gì hết đó. Còn mà bán đại thừa là bởi vì chỉ có một nửa, một cái căn tánh nào đó thành thực mà thôi, cho nên gọi là bán, ha.
Và trong đây nó có hỏi về bất tương ưng hành pháp. Tương ưng hành pháp là thuộc về hành uẩn á, và có những cái pháp mà nó không có tương ưng với hành, nó vậy thôi, với hành uẩn. Cho nên trong đó ví dụ như nếu mà nói về câu sáu tông là có 14 hả, 14 cái bất tương ưng hành. Thành Phật tông là có bao nhiêu đó, còn Di Thúc tông thì có 24 pháp bất tương ưng hành. Quý vị đọc vào trong sách nhiều thì sẽ hiểu, đọc vua đọc tới nhiều đó thì sẽ hiểu, sẽ thấy ha. Rồi, mặc dầu gì đây, cuối cùng là mục đích học đề tài tinh hoa tiết học Phật giáo là gì, và học sinh đó sẽ gặt hái được gì sau khi học đề tài này. Thực sự là nếu nó sau khi học, nếu mà học trên căn bản bảo đàm quý anh chị nào mà thích tú đó, thì chúng ta sẽ nắm được cái triết lý, cái hệ thống Phật pháp từ cái thời kỳ mà nguyên thủy đến thời kỳ phát triển, trải qua những cái thời kỳ theo lịch sử từ Ấn Độ rồi bắt đầu qua đến Trung Hoa, Trung Hoa qua đến Nhật Bản, và cái tinh túy nằm vào trong 11 cái tông phái. Tất cả triết lý Phật học đó, thì được những nhà tổ sư học giả của Đại Thừa Trung Hoa và Nhật Bản nó kết tinh và rút tỉa lại thành 11 cái tông phái. Cũng như Trung Hoa là 14 tông phái. Nhưng mà Trung Hoa 14 tông phái, nhưng mà sau này cũng hợp lại thôi. Thí dụ như là trong đó có A Tỳ Đàm Tông, và A Tỳ Đàm Tông sau này câu xá tông là hợp nhất lại. Hoa có Địa Luận Tông, thì cái Địa Luận Tông sau này Hoa Nghiêm á, Hoa Nghiêm Tông hợp nhất lại. Có Niết Bàn Tông, thì sau này Pháp Hoa Tông cũng hợp nhất lại. Nó vậy đó, trên cuối cùng nó cũng chỉ là như là 10 tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Và đến Phật giáo Nhật Bản thì có 11 tông phái, thì chúng ta biết nó sanh thêm cái Nhật Liên Tông đó. Nhật Liên Tông nữa là thành 11 tông phái. Riêng Lục Tông á, thì trong Nhật Bản thì có thêm cái tông Lục Tông. Thì nói chung lại thì chúng ta sẽ gặt hái được là cái gì? Đó là 11 tông phái triết học. Và trong những triết học mà hệ thống mà có thể là xưa nay chúng ta chưa từng nghe, đó chúng ta nghe đến là thực tại luận, hư vô luận, di tâm luận, ví dụ như vậy. Hư không luận vân vân. Đến là suy luận biện chứng phủ định, cho đến là trực giác nội quan, ví dụ như vậy. Những cái điều đó rất là hay. Cho nên chúng ta mà học mà chu đáo chút xíu á, hay là có một khái niệm đại cương về 11 tông phái này, thì đó là tinh hoa triết học của Phật giáo được đặt ra, mà dịch ra là cái tinh hoa, là bởi vì đó là những cái yếu lý, cái căn bản của các cái tông phái, những cái từ, những cái tư tưởng trong kinh, trong luật, trong luận, rồi các vị tổ, các nhà học giả sau này thành lập và tông, nó ra như vậy. Thì đó là mục đích học đề tài của Trung Hoa triết học Phật giáo. Ở đây chúng ta học chứ chúng ta không nói đến thực hành. Do đó mà tôi có nghe quý anh chị ngồi lý luận với nhau nói rằng chúng ta chỉ cần giữ năm giới thôi là đủ rồi, đâu có cần thiết mà phải mênh mông như vậy. Cái đó thực hành nó khác. Thực hành thì nếu nói trình độ chỉ cần một câu A Di Đà Phật là đủ rồi. Nhưng mà đây giờ chúng ta nói đến cái chỗ sở học và những cái tinh hoa, những cái pháp lý, những cái yếu lý rất là tuyệt vời của Phật giáo. Và nếu chúng ta có duyên chúng ta được học, thì chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Và chúng ta cũng không phải là học xong để lựa chọn pháp nào để tu, trong đây không nói đến. Thì các anh chị có một cái kiến thức tương đối căn bản và lựa chọn cái đề tài này, tuy rằng nó hơi khó, hơi mênh mông, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó chút xíu thì chúng ta có thể hệ thống được, hệ thống hóa được. Và để rồi về sau này chúng ta có một cái vốn liếng căn bản, chúng ta có thể là đi sâu vào những cái triết thuyết. Và khi mà chúng ta nghe một cái giáo lý nào đó, chúng ta thấy cái giáo lý này đang nói về thực tại luận, thuộc về hư vô luận, thuộc về là phủ định luận vân vân, hay là duy tâm luận vân vân, như vậy là chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta sẽ là hồi hướng, xin mời quý anh chị. Nguyện đem công đức này hướng về công đức cả đệ
là chúng sanh đều trọn thành Phật.